sát. DJ. Thành niên tí. Lời đi cắt. Không kiểu thanh niên nữa chứ nó là kiểu trắng là đúng không? Chỉ có thanh niên thì có nhiều kiểu thanh niên anh ạ. Thanh niên trắng, thanh niên xanh và thanh niên cắt bám cũng có. Đấy. Thường có thường nhiều kiểu thanh niên. Nó hay kiểu anh ấy nó hay kiểu bám sát vào luôn. Nó còn tỉa tỉa. Đó. Thanh niên là số 2 cắt trắng. Đấy, là số 2 cắt trắng. Thấy bọn đấy nó hay cắt trắng. Thiếu. Bằng cắt thì tầm như anh cũng nhiều mà. Cũng là một sở thích. Có nhiều người già thì ra người ta cũng cắt trắng đầy mà. Thì già nhưng mà thật ra cái lượng này nó không đông. Vâng. Ít thôi. Thế gọi là khác biệt thế. Còn những cái ông kiểu gọi là chơi cái kiểu gọi là dân xã hội ấy, phải không? Thì vâng. Thì đây mình đi làm đi ăn. Còn những ông kiểu gọi là kiểu cái đầu chọc đầu chiếc cái vấn đầy mà. Vâng đấy. Ông đấy là kiểu gọi là đó thì là thích kiểu của cái số lượng đấy ít thôi. Vâng. Anh cơm nước rồi chưa? Chưa, anh vừa mới ra đi tập một tí rồi. Ngoài công viên đi tập. To anh thưa sẽ cắt ngắn không còn thiện nha. Ra khỏi nhà là ngại rồi. Đi làm về nhà là ngại đi nữa. Chiều hôm nay cái làm bẹp của nhà anh đi đâu? Ăn chủ nhật mà đúng không? Nó rét, cũng chả đi đâu. Làm nhà điện thoại chán chứ. Làm nhà ngủ, chiều ơi, mò lại cái nguyên. Nghe nhà ngủ. Anh bước sang bên nào, bên này à? Bên kia. Bên này. Để cắt bớt đi chút nữa. Cho nó ngắn bớt. Tôi sao tầm này rồi. Anh nhìn mai vuông hay dài á? Để dài. Cứ tự nhiên đi. Tự nhiên. Dầu dìa cạo không anh? Có. Tết thì thường bao giờ nghỉ em? Em á? Thường thường 29, nhưng mà năm nay thì cuối 30 xem. Cuối 30 à? Cuối 30 xem, cuối 30 xem, 29. Nói là cuối thì lúc đấy bẻ lắm. 30 thì về quê làm sao có xe được. Em Bắc Ninh đây có 50 cây xe máy về. Ô, dậy nhanh. Phủ tay đi, nghe. Sau phủ tay đi. Rồi. Phủ quần đi chưa? Em có xe máy về gần không? Tiếng về. Ừ. Chỗ xa thì không về sớm không làm gì có xe. Bắc Ninh em ở chỗ nào?
em qua thằng Thành tí, gia Bình qua chỗ dâu tí. Đến Lim như nhỉ? Không, hai đoạn đường khác nhau nhỉ? Lim mở tên Du. Ở khu Thuận Thành Chùa Dâu đi đường 5 đây. Không đi được đường. Đi đường 5 à? Vâng. Đường 5 xong đi cái đường mới đấy. Đường mới thế đúng không? Em cũng chẳng biết nó mới, cũng chỉ biết đường 5 keo sủi thôi. Đi đường 5 xong rồi đi đến cái đoạn gì thì có thể trái đúng không? Đúng rồi. Để trái xe là... Rồi đi thẳng là đến. Đúng rồi. Nó chưa có làm gì. Vâng. Một đầu một cuối mà. Lên từ Sơn kia nó là đoạn đầu. Còn đây là đoạn cuối. Đấy, giữa đoạn cuối. Đi làm cái đồ giáo dục thiết bị trường học ấy. Vâng. Trong cái trường cái trong cái nhà cái đấy là cái trường. Cô lại ra được rồi. Trường mẫu giáo ấy. Vâng. Xoay ghế kia là ra được. Bạn lại từ đi đến đấy xong rồi rẽ thì phải đi rẽ phải xong rồi vòng lên cái cầu xong đi mới đi sang trái được. Nó có nhiều đường đi anh. Anh làm sao? Không ngồi xe máy về thoải mái. Trời ơi, vắng rồi. Rồi. Sẽ đi ô tô sẽ hẹn chúc nhau cả rồi. Sát ngày đấy thì có đi xa còn khổ nữa. Tầm 100 cây đổ lại là thoải mái. Vâng. Sâu ơi, ra đây sâu ơi. Tăng 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 tăng.